Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lên cho các bác những cái giỏ lan đẹp để cho các bác sưu tầm nhá. Đây nha, một giò dáng hương tam bảo sắc, hàng giống thôi nhưng nó toàn cây lá ngắn thôi nha các bác nha. Toàn cây xếp rụt này. Một giò dáng hương tam bảo sắc như thế này nha các bác nha. Đấy, như thế này. Đôi 4, 6, 8, 9 cây nha. Có 9 cây dáng hương tam bảo sắc như thế này nha. Em bán cho các bác với giá là 180.000 nha. 180.000 nha. 180.000 nha. Cho giò số 1 nha. Số 2 nè. Cái giò này thì đây cái cây này. Lá siêu ngắn mà siêu đỏ, thân nó siêu đỏ luôn nha. Các bác này. Nhìn cái chất cây, chất lá nhá các bác nhá. Đấy. Xong nói đến giá thì các bác lại chạy luôn. Một giò cáo như thế này có 4 cây nhá các bác nhá, 4 cây như thế này nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 1 triệu nhá. 1 triệu nhá. Cho giò số 2. Số 3 này các bác này, một cái giò cáo như thế này, một cây đỏ này, đỏ ao luôn. Hai cây đỏ luôn, cây này thì lại vừa đỏ lại vừa xếp đẹp nha các bác nhá. Vừa đỏ vừa xếp đẹp, có tổng đôi 4 5 cây. Một giò như thế này nhá. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu nhá, 1 triệu nhá. Hay thôi bán 800 đi nhỉ. Bán 800 nhá. Thôi bán 800 thôi. Trêu các bác tí cho nó sướng. 800.000 nha các bác nha. Chậu này là chậu 30 nha các bác nha. Cho giò số 3. Số 4 này. Toàn cáo siêu đỉnh luôn nha. Nhiều cây nha. Đôi 4, 6, 7, 8, 9. Tổng là 10 đầu nha các bác nha, 10 đầu. Đấy, 10 đầu mà toàn cây to. Đoạn có khi em không bán được, em cho vào chậu 40 cho nó sướng cái đời. Một cái chậu cả giò cáo như thế này nha các bác nha. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu 300 nghìn nha. 1 triệu 300 nha, toàn cây to thôi. Mà cáo đỏ này. Năm ngoái nó hoa nó nở tím lắm ấy các bác ạ. Cho giò số 4 nhá. Số 5 nè. Cái cây cáo này hình như cáo đực hay sao ạ các bác ạ. Đây nó lỗi mất hai lá này này các bác này. Lỗi mất hai lá giữa này. Đấy sâu nó ăn. Mà nó chưa hề ra hoa luôn các bác ạ. Nó mà được ra hoa tím ngắt hoặc là hoa đỏ thì lại ngon. Một cặp lá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cả lá ngọn là 11. Các bác nha. Gọi là 10 cặp lá. Em bán giò này cho các bác với giá là 600. 600 nghìn nha. 600 nghìn nha. Cho giò số số mấy nhỉ? Số 6 đúng không? 5. À, số 5. Số 5 600.000. Số 6 này các bác này. Cái cây cáo đỏ nha các bác nha, cây cáo đỏ nha. À, đỏ ao luôn này. Mà lá nó lại gân chứ. Một cái giò cáo như thế này. Đây, cái hoa đỏ ao nhá. Các bác nhá. Cái này em mua của dân nên là em không biết mặt hoa nhá. Các bác về được tím ấy, thì các bác được hưởng nhá. Còn không được tím thì các bác chịu nhá. Còn bây giờ là em bán hiện tại nhá. Em bán giò cáo này nha cho các bác nhá với giá là 300 nghìn. 300 nghìn cho giò số 6. Số 7 này.
có 3 cây cáo nguyên bản như này. Đây, bác nào lấy thì em để riêng ra, vì là nó là nguyên bản mà không ảnh hưởng gì này các bác này, để gửi cho nó dễ gửi thôi các bác ạ. Một cái cây cáo như thế này, à một cục cáo nguyên bản như thế này các bác nhá, 3 cây nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 250.000 thôi. Đấy nhá, gửi nguyên như này thì 250.000 nhá. Cho giò số 7, số 8 này, Sơn Thủy Tiên này các bác này. Hàng siêu lùn nha, siêu lùn nha. Cực kỳ nhiều cây luôn các bác ạ. Đấy. Cái này là Sơn Thủy Tiên nha. Cái nào em bán Hoàng Lạp là Hoàng Lạp nha các bác nhá. Đấy, một giò như thế này. Giò Sơn Thủy Tiên như thế này em bán cho các bác với giá là 350.000 nha các bác nhá. 350.000 nha. Cho giò số 8. Số 9 này các bác này, một giò Sơn Thủy Tiên tiếp này. Cứ như thế này các bác về, ok. Em đã quyết cứt trâu ở đây rồi nhá. Đấy. Các bác về các bác cứ treo cái dòng Sơn Thủy Tiên này, nó cực kỳ dễ chăm. Giò này thì lại thân dài nha các bác nhá, thân dài nhá, như thế này. Một giò to như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 300.000 nha, 300.000 nha. Cho giò số 9. Số 10 này các bác này. Hai cây hoàng nhạn tháng 4 nha. Như thế này nha. Em bán hai cây hoàng nhạn tháng 4 như thế này cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha. Cho giò số 10. Số 11 này, cái này cũng hai cây này các bác này, hai cây hoàng nhạn như thế này. Hai cây hoàng nhạn như thế này thì em bán cho các bác với giá là 180.000 thôi. 180.000 hay lấy 170 đi. 170 nhá. Hai cây. Cho giò số 11. Số 12 này, cáo đỏ nha, ăn nắng 100% nha, nhưng vẫn phải qua lưới nha các bác nhá. Đấy. 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân, 6 thân, 7 thân, 8 thân. Có 1 thân trồn nữa là 9 thân nhá. Một giò cáo đỏ như thế này. Đấy. Các bác về các bác muốn đặt vào chậu cũng được các bác nhá. Đặt vào chậu cũng được. Vì là ở dưới này nó còn cao mà. Đấy. Đặt vào chậu vô tư nha. Em bán giò cáo đỏ như thế này cho các bác nha. Đây, đỏ au luôn này. Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 1 triệu nha. 1 triệu nha. Thành ra có 100.000 một cây thôi. Vì là nó to nên là giá trị nó sẽ giảm đi. Còn một cây thì các bác biết là nó cao như thế nào. Cho giò số 12. Số 13 này các bác này, một cái giò trồn nó đẹp như thế này. Đấy, các bác nhá. Toàn cây to rồi. Em bán giò trồn như thế này nhá, chuẩn bị có nụ rồi. Đấy nha các bác nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.200.000 nha. Đây này các bác này, nhìn cặp lá của nó là đôi 4, 6, 7 cặp lá nhá. 6 cặp lá thôi. Mùa toàn cây to rồi các bác ạ. Đấy à. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.200.000 nha. Cho giò số 13. Số 14 này, một thân kèn nguyên bản từ rừng nha các bác nha. Một thân kèn như thế này, em bán 200.000. Cho giò số 14. Số 15 này, hoàng thảo kèn Lai Châu này. Có 6 thân hoa đây nhá các bác nhá. 6 thân năm nay ra được hoa.
Có mỗi là thân này năm nay là nó ngắn thôi. Đó. Một giò hoàng thảo kèn Lai Châu như thế này. Em bán giò này cho các bác nha, với giá là 1 triệu 300 nghìn nha. Cho giò số 15. Số 16 này các bác này. Đấy nha, trộn nha. Một giò trộn như thế này em bán cho các bác với giá là 350 nghìn. Các bác nha, 350 nghìn nha. Một giò trộn như thế này các bác mua cây giống còn không được cây các bác ạ. Em trồng thuần như thế này rồi cho các bác này. Cho giò số 16. Số 17 này các bác này. Một cái giò trồn to như thế này, cây to. Năm nay ra được hoa hết rồi các bác ạ. Một giò trồn như thế này nha các bác nhá. Em bán giò trồn như thế này cho các bác với giá là 420.000. 420.000 nha các bác nhá. Đây này. Đó. Cho giò số 16. 37. Số 18 này các bác này. Một giò giáng hương tam bảo sắc toàn cây to như này. Đấy. Đây à. Một cây này, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây, tám cây. Tám cây nha các bác nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 250.000 nha, 250.000 nha. Cho giò số 18. Số 19 này các bác này. Một giò trộn như thế này. Đấy, toàn cây đẹp thôi nhá. Em trồng thưa thôi. Đây này. Em bán giò trồn như thế này cho các bác với giá là 400.000 nha. Thôi lấy 350 đi. 350.000. Vì là nó hỏng mất một cái lá này rồi. Nên là em bán 350.000 thôi. Như cái khơi này không ảnh hưởng gì đâu. Nó hỏng mất một lá thôi. 350.000 nha các bác nha. Cho giò số 19. Số 20 này. Cái cây cáo này là cây cáo phân nhánh này, hoa vẫn còn đây nha các bác nha. Năm ngoái đã ở nhà em rồi. Và cây con của nó đây nha. Đấy. Cây này cũng phân nhánh nha. Và cây này không phải là cây con của nó nha. Đấy, cây hoa này hoa phân nhánh nha. Có hai cây phân nhánh, một cây mẹ con. Tổng 4 cây như thế này em bán cho các bác với giá là 800.000. Thành ra là nó có 400.000 một cây cáo phân nhánh đâu các bác nhá. Nên là giá cũng là rẻ rồi. Cho giò số 20. Số 21 này các bác này. Một cái giò này người ta gọi là kiều dẹt nha các bác nha. Em mới trồng thôi. Như nó chạy dễ hết rồi nha các bác nha. Chạy dễ hết rồi. Một giò như thế này. Em bán cho các bác với giá là 600.000 nha. Kiều dẹt nha. Nên giống nó đắt rồi. Nên là em ghép to như thế này. Nên là giá không rẻ được nha các bác nha. 600-700.000 một cân rồi. Cho giò số 21. Lấy cho anh giò kiều đây. Số 22 này. Đó, có hai cây cáo như thế này nhá. Mà lá cái này còn lá gân này các bác này. Lá gân đấy. Hai cây như thế này em bán cho các bác với giá là 150.000 nha. 150.000 nha. Cho giò số 22. Số 23 này các bác này.
Một giò kiều người nhà em nó siêu nụ rồi. Này. Ba thân nụ luôn. Ba thân nụ luôn. Hai thân nụ. Đây cái này. Nụ nó tất ở đây này. Đấy. Một giò kiều to như thế này nha các bác nha. Đây nha. Đấy, em xoay tròn cho các bác nhìn nhá. Nó phải được tầm 20 thân hoa ấy. Em không đếm đâu. Em bán giò này cho các bác với giá là 1 triệu 300 nghìn nha. 1 triệu 300 nha. Cho giò số 22. Số 23 này. Đấy, giá hương tam bảo sắc nhà em nó như thế này nè. Rễ nó nhiều nên là nó chắn hết cây rồi. Đây nha các bác nha. Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 250 nghìn nha. 250 nghìn nha. Cho giò số 23. Số 24 này các bác này. Ôi ôi nụ nhà em nó còn lên hết vào thân này các bác này. Đấy nha. Một giò kiều như thế này em bán cho các bác với giá là này, to như thế này mà. Đấy, các bác tưởng tượng ra nhá. Chậu 30 nhà em đấy ạ. Em bán giò này cho các bác với giá là 1 triệu 200 nghìn đây. 1 triệu 200 nha. Cho giò số 24. Số 25 này các bác này. Trâu nhà em này. Đấy. Hoa cũng dài. Các bác về ngắm luôn cho em nhá. Được 6 bông hoa. À được 7 bông hoa. 7 bông hoa nhá. Em bán giò này cho các bác nhá. 3 cây nhá. Cho các bác với giá là 700 nghìn nhá. 700 nghìn nhá. Cho giò số 35. À 25. Số 26 này các bác này. Đây nha. Nụ đây nha. Nụ đây nha. Đấy. Nụ đây nha. Cái này thì em mới trồng nó mới chạy rễ thôi. Nên là có nụ em bán nha. 3 nụ này. 4 nụ này. 5 cái nụ này. Được có 5 cái nụ rồi nha. Một giò to như thế này. Trồng mà dớn nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 500 nghìn nha. 500 nghìn nha các bác nha. Cho giò số 26 á. Số 26 nhá. Số 27 này các bác này. Long tu đá xin hồ nguyên bản nhá các bác nhá. Nguyên bản này. Những thân này là thân hoa hết đây nha các bác nhá. Đây này. Đấy. Đây nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 550 nghìn nha. Cho giò số 27. Em lên tiếp cho các bác nha. Một giò hạc vĩ siêu to khổng lồ luôn. Các bác này. Đấy, một giò to như thế này. Hạc vĩ nhá, nhà em nó đang sưng nụ rồi nha các bác nhá. Để em đặt ở đây em cho các bác xem nụ nha. Đây nha, nụ đây nha. Nó sưng hẳn ra rồi ấy, các bác ạ. Đấy. Các bác về các bác cắt lá đi cũng được. Hạc vĩ này thì nó ươm mát nhá các bác nhá. Nó ươm mát nhá. Một giò hạc vĩ to như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 1 triệu nha. Cho giò số 28. Số 29 này, một giò tròn như thế này. Đấy.
Em bán cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha, hàng thuần nha. Thuần lâu năm rồi đó. Cho giò số 29. Số 30 này các bác này. Một cái giò cáo nhà em nó siêu to khổng lồ luôn. Lá cái này nó chỉ được có 6 sen thôi nha các bác nha. Lá 6 sen này các bác này. Đấy, lá 6 sen. Từ rừng mới về nha. Chưa biết mặt hoa luôn nha. Các bác nha. Đấy, như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 3 triệu nha. Triệu cho giò số 30 31 này các bác này. Một giò chồn to như thế này các bác nhá. Chậu này là chậu 40 nhá. Chậu 40 nhá các bác nhá. Một giò chồn to như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 1 triệu 200 nghìn nhá. 1 triệu 200 nghìn nhá. Cho giò số 31. Em Hà xin chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay Sato thì quá nhiều luôn các bác ạ. Đấy, chuẩn bị Tết cho các bác rồi nhá. Đây các bác này, nhìn đây này. Đấy, đẹp chưa? Đang làm hoa rồi để cho các bác chơi Tết nhá. Đó, nhìn đẹp mỹ mãn này, bông to nhá, bông khỏe nhá. Đây cái giò này này, giò này thì 30 bông cơ các bác ạ, như nó cực kỳ là đẹp, nó đều tán nhá các bác nhá. Đấy, bác nào lấy cái giò này này các bác này, 30 bông em bán 4 triệu nha. 4 triệu nha các bác nha. Đấy, nhìn đã chưa? Đẹp. Giò này thì chắc phải tầm 3 triệu thì mới đi được các bác. Có 13 bông thôi nhưng nó to lắm. Bông nó dài nha các bác nha. Chậu này bao tiền đây? Đây nha các bác nhá, đây à, đấy, à, bạn Sa bạn sẽ đếm bông cho các bác nhá. 14 bông, đây còn cái nụ này nữa này các bác này, đấy, 14 bông, cái giò này 2 triệu nhá, 2 triệu, đẹp các bác ạ, đẹp, 14 bông. Đây nhá, đấy các bác này, nhìn hoa đẹp lắm các bác ạ, thật luôn. Hoa đẹp thật luôn. Siêu nhiều bông. Cái này bao nhiêu bông đấy? Cái này bao nhiêu bông? Giò này bao nhiêu bông? Đây nữa này. Chắc phải được tầm 20 bông hơn bà mà hơi. 20 bông. Đấy nha các bác nha. Bác nào lấy giò này thì đỉnh này. Đấy, đẹp. Giò này thì mỹ mãn các bác ạ. Bác nào lấy thì chụp ảnh vào Zalo nha các bác nha. Giò này mấy? 4 triệu nha các bác nha. Giò siêu nhiều bông. 4 triệu. Giò này phải 4 triệu mới ra được chứ. Đẹp lắm các bác ạ, giò này thì ok. Đấy, đẹp nha. Ba củ à? Ba củ khoai. 15 bông nha các bác nhá, ba củ khoai.
3 củ khoai. Đấy, chậu to nhá. Đây nhá, các bác nào chụp thì gửi em không đánh số đâu nhá. Đấy. Đây nha các bác nha. Cái giò sato hoa siêu vàng luôn. Đây các bác này. Đẹp nhá. Được bao nhiêu bông? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Cái sato này là toàn bộ là trồng ở Việt Nam nhá các bác nhá. Trồng ở Việt Nam nhá. Đấy, đây các bác này. Có mấy nhỏ nhỏ đây nữa này. Đấy. 14 15 bông ấy các bác nhá. Ra vừa dài vừa to. Đây. Giò này bé bé xinh xinh này các bác này. Có 7 bông thôi. Cái này chắc phải triệu ấy nhờ. Này phải 1 triệu. 7 bông 1 triệu. Bác nào lấy thì lấy nhá. 1 triệu. 1 triệu. Đây em lên cho bác này. Cái giò này thì nó quá to luôn nha các bác nha. Được bao nhiêu bông? Anh nhá. Cái này phải 4 triệu rưỡi. Bao nhiêu bông? Nhiều lắm. 23 bông á. Thế gì mà đắt thế? Cho cái này vào đi cho người ta. Đấy, giò này to này các bác này. Đấy, cá địa này nữa này. Địa sato. Đẹp, bông đẹp lắm các bác ạ. Mết luôn. Chậu to uýt nha. Đấy, cái này thì cũng phải tầm 4 triệu, hơn 4 triệu nha. Đây nha, bác nào ấy nhỉ. Đây, các bác chụp như này cho em nha. Đây, cái giò này 23 bông. Rẻ thôi. Giò này 23 bông rẻ thôi các bác ạ. Đấy. Giò này thì bác nào lấy thì 23 bông nhá, 3 củ. 3 củ khoai. Đây, to. To lắm các bác ạ. Đây nhá, cái chậu này thì siêu to nha các bác nhá. 1 2 3. Đếm hết cả ngắn cả dài nhá các bác nhá. Bông đẹp lắm. Đấy. Phải tầm gần 30 bông ấy. 30 cơ. Cả ngắn cả dài là gần 30 bông đấy các bác ạ. Đấy, đẹp cực luôn. Giò này chắc phải 5 triệu. 5 triệu. Sato rẻ thôi. Cái này này thì rẻ thôi, 1,5 triệu. Đôi 4, 6. 6 ngồng hoa nhé các bác nhé. 1,5 triệu. Hoa vàng. Đây, còn cái này thì nở rồi. Nên là chắc là cũng rẻ thôi. Cũng rất nhiều là bông. Rất nhiều bông. Đây này các bác này. Đôi 4, 6, 8, 10, 11 bông nhá. 11 bông 2 củ khoai. Lá to, bông to. Nha các bác nha. Đây em cho các bác xem cái bông này. Đó. Đây này các bác này. Có một cái chậu nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đấy, 1,5 triệu nhá. 1,5 triệu, được 13 bông ấy. Nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Đây này, cái chậu nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đôi 4, 6, 8, 10. 10 bông. Các bác nhá. 10, 11 bông. 1,6 triệu. Đấy, đẹp nhá. Đây nha các bác nha, có một cái giò chậu địa Lan Sato hoa vàng nha các bác nhá. Hoa vàng nhá, 21 bông à? 21 bông nha các bác nhá. Một cái giò như thế này thì bác nào lấy thì em để cho 3,5 triệu. Này, 3,5 triệu. Đây, chậu rẻ rách nhất nó có 5 bông. Đấy, 3 tiện.
800. 800 à? Hơi cao. 2, 4, 5, 5 bông ấy. 5 bông như 800 cao. Cao lắm. Đây là địa lan xanh ngọc đây nha các bác nha. Địa lan xanh ngọc đây nha. Đấy, đẹp chưa? Các bác nha. Xanh ngọc nên là nó sẽ giá nó sẽ cao hơn. Các bác nha, sẽ cao hơn. Tầm 10 đến 12 triệu một chậu, tầm 30 bông, gần 30 bông. Đấy. Chậu như này thì nó vào tầm 10 triệu. Xanh ngọc. Còn cái chậu trong này thì nó phải 12 triệu. Đấy, xanh ngọc nha các bác nha. Gửi cho các bác thì quá ok luôn, không làm sao hết nha. Gửi chủ yếu là gửi ô tô thôi chứ không gửi ấy đâu. Đấy. Cái chậu địa lan nó quá to. Đẹp đấy. Đây. Ô chú à. Đây nha, cái có cái chậu Sato hoa xanh nhá các bác nhá, hoa xanh nha. Đấy, hoa xanh. Đấy, bác nào lấy chậu này 1,5 triệu. Đôi 4, 6 bông thôi. 6 bông 1,5 triệu nha các bác nha. Hoa xanh nha các bác nha.